Vâng, thì hiện tại là hôm nay là ngày lễ 2 tháng 9, nhưng tất cả các công nhân đều triển khai làm việc để mà hoàn thiện, đẩy nhanh tiến độ nhà mẫu đưa vào sử dụng. Thì trước mắt của anh chị là công nhân đang dập những cái thép để mà đưa vào xây những cái căn hộ mẫu. Xin mời quý anh chị quan sát. Hiện tại thì các công nhân cũng đang triển khai mà để hoàn thiện phần thô, và sắp tới sẽ triển khai là làm hoàn thiện cái phần nội thất. Thì hiện tại nhà mẫu này cái diện tích của nó là trên 4.000 mét vuông, thì vừa là nhà điều hành vừa là nhà mẫu. Phía bên trên quý anh chị và các bạn sẽ nhìn thấy là sẽ có những căn như căn studio, căn suite, một phòng ngủ, căn suite cộng. Trực tiếp tại công trường dự án Takashi, thì quý vị nhà đầu tư đang thấy là bên kia là đang khoan cọc và bên đây là dàn thép đang chuẩn bị làm trụ của dự án Takashi. Xin chào quý nhà đầu tư, thì Vinh hiện tại là đang đứng tại ngay tại dự án Takashi. Thì Vinh hiện tại là hôm nay là ngày 18 tháng 6, thì Vinh đang đứng tại dự án và phía bên bên đây là cái tòa nhà điều hành, diện tích là 4.000 mét vuông. Tòa nhà này sẽ triển khai là nhà mẫu, khi khách hàng tới có thể là giao dịch ngay tại đây. Và phía bên tây bên đây là ba tòa tháp Saburo. Thì ba tòa tháp Saburo này là mặt tiền hướng biển, trực diện và là vị trí đắc địa nhất của dự án Takashi.